Chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tử Vi Phong Thủy Quỳnh Nhung. Lời đầu tiên mình xin gửi tới các bạn những lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công và tài lộc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn video cách hóa giải khi làm vỡ gương để tránh gặp chuyện xui xẻo không may. Theo phong thủy, nếu không may bạn làm vỡ gương thì hãy áp dụng ngay những cách hóa giải này để tránh xui xẻo và có cuộc sống an yên hơn. Khi làm vỡ gương, người làm vỡ gương được cho là sẽ bị xui xẻo, ly biệt. Vận xui là điều mà không ai mong muốn. Tuy nhiên, để tránh gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống do lỡ tay làm vỡ gương, bạn nên tìm cách hóa giải. Dưới đây là những cách hóa giải khi làm vỡ gương để tránh gặp chuyện chẳng lành. 1. Dọn dẹp ngay khi gương vỡ. Gương được cho là nơi lưu trữ hình ảnh, một phần linh hồn những người từng soi chúng, nên khi gương bị vỡ, không nên vứt các mảnh vỡ vào thùng rác sau khi thu dọn kỹ càng để tránh những mảnh vỡ gây thương tích cho người trong gia đình. Để hóa giải được điềm xấu, hãy dùng một tấm vải đen, nhặt tất cả mảnh vỡ của gương gói trong mảnh vải đen ấy, chôn sâu ở sân sau hoặc góc vườn. Có những nơi còn có cách hóa giải khác như đập vỡ mảnh gương thành những mảnh vụn cho thật mịn và thổi hay ném đi. Người ta tin rằng những vụn gương sẽ hàn gắn số mệnh của bạn. 2. Sử dụng sức mạnh của ánh sáng. Theo phong thủy, năng lượng trong nhà phải được cân bằng. Vì thế, để tìm cách hóa giải khi làm vỡ gương, nghĩa là phải tăng năng lượng dương trong nhà bằng cách tăng ánh sáng. Cho ánh sáng vào nhà là một trong những hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và xua tan nguồn năng lượng xấu. Hãy thử bật tất cả các đèn điện trong nhà và thắp thêm nến sao cho không còn góc tối nào để tà khí có thể ẩn nấu. Không những thế, ánh sáng còn giúp các phòng trong căn nhà trở nên ấm cúng hơn. Một phương pháp sử dụng ánh sáng để bảo vệ bạn khỏi xui xẻo và thu hút may mắn đó là thắp sáng 3 ngọn nến, 2 ngọn nến trắng, một để đem lại sự bảo vệ, một để đem lại sự thanh lọc và ngọn nến còn lại phải là màu cam để đem lại may mắn. 3. Đốt vía. Theo dân gian, mọi người có quan niệm rằng đốt vía để giải phóng các năng lượng tiêu cực. Lửa được tượng trưng cho sức mạnh, khai phá. Bạn vừa đốt vừa di chuyển, cho làn khói nóng lan tỏa khắp ngôi nhà của bạn. Khi đốt vía, không quên mở tất cả cánh cửa trong nhà ra để các năng lượng tiêu cực thoát ra ngoài, không loanh quanh trong ngôi nhà của bạn nữa. 4. Dùng muối. Muối được xem là có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực mà không cần dùng tới lửa. Nếu gia đình thường xảy ra bất hòa hay cãi nhau, dùng bát đựng nước, muối trừ tà cho vào góc phòng để hấp thụ ám khí hoặc đơn giản là rắc muối lên sàn nhà. Sáng thức dậy, đi chân không lên lớp muối đấy. Muối được xem là thứ sạch sẽ, tinh khiết như bản thể của nó. Dùng muối để hóa giải xui xẻo do gương vỡ, bạn hãy thả muối ra sau lưng, từ vai trái sẽ giúp cho vận xui mau chóng kéo đi. Nhớ rằng không được ném qua vai phải bởi nó sẽ khiến vận xui tăng gấp đôi. 5. Đốt hương. Đốt hương trầm là một cách hóa giải vận xui và gia tăng may mắn hiệu quả. Khi tinh thần đang tồi tệ và vận xui đeo bám, bạn có thể chọn đốt hương có mùi cay nồng như mùi gỗ đàn hương hoặc mùi hoa nhài. Và đừng quên cúi lại, xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con cháu trong nhà. 6. Làm việc thiện. Bạn nên cố gắng làm nhiều việc thiện, có ích cho xã hội càng tốt, vì việc này mang lại cho bạn một tâm hồn bình yên, cân bằng cuộc sống. Vì thế, đây có thể là cách tốt nhất, có thêm vận may, xua đuổi nhiều điều xui xẻo. Bất kể trước đây bạn đã từng sai lầm như thế nào, từ bây giờ bạn có thể hối cải bằng cách làm việc thiện trong khả năng của mình. Theo các chuyên gia tử vi phong thủy, tuy điều này không đủ để hóa giải cho những gì bạn từng gây ra, nhưng sẽ tích thêm đức cho kiếp này và kiếp sau nữa. Tuy nhiên, mọi hành động đều phải xuất phát từ tâm. Hãy tích thêm công đức của bạn bằng cách làm từ thiện, giúp đỡ người già vô gia cư hoặc trẻ nhỏ mồ côi. Công đức càng dày thì may mắn đến với bạn càng nhiều. Trên đây là những chia sẻ được tổng hợp từ các chuyên gia tử vi phong thủy về cách hóa giải khi làm vỡ gương để tránh gặp chuyện xui xẻo không may. Với những chi tiết trên, hy vọng sẽ giúp được các bạn biết thêm chi tiết về những điều cần tránh trong phong thủy nhằm đem lại mọi điều tốt đẹp đến với gia đình và cuộc sống của các bạn.
Chúc các bạn luôn có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc. Video đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Và để nhận được những video mới nhất, các bạn hãy bấm đăng ký kênh. Nếu các bạn còn băn khoăn, thắc mắc hoặc mong muốn được tư vấn riêng về ngày sinh, xem tuổi vợ chồng, phong thủy và tử vi chọn đời, hãy bình luận bên dưới. Mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và tạm biệt các bạn.